Trong nhân tướng học, tướng cầm của một người được coi là một yếu tố quan trọng để đoán định về phúc phận, mức độ thành công và tình duyên của họ. Tướng cầm không chỉ phản ánh vẻ bề ngoài mà còn chứa đựng những yếu tố nội tại về tính cách và vận mệnh của mỗi người. Dưới đây là những phân tích chi tiết về các loại tướng cầm khác nhau. 1. Người có tướng cầm ngắn. Những người sở hữu tướng cầm ngắn thường có xu hướng sống nội tâm, trọng tình cảm và có đời sống nội tâm sâu sắc. Đối với phụ nữ, họ thường rất nhân hậu, bao dung và luôn quan tâm đến người xung quanh. Tuy nhiên, họ có tính cách bộc trực, thiếu khéo léo và thiếu kiên trì, điều này khiến họ khó đạt được thành công lớn trong sự nghiệp. Dù vậy, họ lại có khả năng tự tạo dựng sự nghiệp và vượt qua mọi khó khăn. Cuộc sống về già của họ thường bình yên và khấm khá, điều này chứng tỏ rằng họ có thể tìm thấy hạnh phúc trong những điều giản đơn và trong những mối quan hệ bền chặt với gia đình và bạn bè. 2. Người có tướng cầm dài. Những người có tướng cầm dài được đánh giá là chính trực, kiên trì và làm việc có kế hoạch rõ ràng. Tuy nhiên, họ lại dễ xúc động và yếu đuối. Trong cuộc sống, họ có tinh thần trách nhiệm cao với gia đình và sẵn sàng hy sinh vì bạn bè, người thân yêu. Nhân duyên của họ thường thuận lợi, được nhiều người yêu mến và giúp đỡ. Những người này cũng thường được đánh giá cao trong công việc nhờ vào sự kiên định và khả năng quản lý tốt. Họ biết cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, điều này giúp họ duy trì được sự ổn định và hạnh phúc trong cuộc sống. 3. Người có tướng hai cầm. Những người có tướng hai cầm thường sống cuộc đời giàu sang, đầy đủ và hậu vận an nhàn, hưởng vinh hoa phú quý. Đặc biệt, phụ nữ có tướng cầm tròn thường thuộc nhóm biết hưởng thụ, kiếm tiền và tiêu tiền hợp lý nên cuộc sống khá thuận lợi và bằng phẳng. Họ có ý chí mạnh mẽ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hậu vận của họ rất tốt, được hưởng cuộc sống an nhàn và sung sướng. Những người này không chỉ có tài chính vững vàng mà còn có khả năng quản lý tài chính tốt, biết cách đầu tư và sinh lời, đảm bảo cuộc sống sung túc cho gia đình và bản thân. 4. Người có tướng cầm nhọn nhô ra phía trước. Người có tướng cầm nhọn nhô ra phía trước thường giàu tình cảm, nhân hậu và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Tuy nhiên, họ dễ gặp vấn đề về sức khỏe và cần chú ý chăm sóc bản thân. Họ không quá giàu có và cuộc sống chỉ ở mức trung bình. Mặc dù vậy, họ lại có lòng nhân ái và sự đồng cảm sâu sắc với những người xung quanh. Điều này giúp họ xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp và nhận được sự yêu mến từ cộng đồng. Sự cân bằng giữa tình cảm và vật chất là điều họ luôn hướng tới. 5. Người có tướng cầm vuông. Người có tướng cầm vuông thường mạnh mẽ, chân thành, chăm chỉ và giỏi giang. Họ dễ dàng thành công trong cuộc sống và có khả năng tạo dựng sự nghiệp vững chắc. Sức khỏe của họ khá tốt, có khả năng thích ứng nhanh với mọi điều kiện môi trường và luôn vượt qua khó khăn. Những người này càng già càng giàu có và thành công hơn người. Họ không chỉ biết cách vượt qua thử thách mà còn luôn tìm cách học hỏi và phát triển bản thân. Chính nhờ sự kiên trì và nỗ lực không ngừng, họ luôn đạt được những thành tựu đáng kể trong cuộc sống. 6. Người có tướng cầm co vào bên trong. Những người có tướng cầm co vào bên trong thường cẩn thận, khiêm nhường và dễ hòa đồng. Tuy nhiên, họ thiếu quyết đoán nên thường bỏ lỡ nhiều cơ hội. Họ có khả năng giữ tiền bạc tốt nên cuộc sống ít khi rơi vào cảnh túng thiếu. Dù không phải là người nổi bật trong đám đông, nhưng họ luôn biết cách xây dựng cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Họ quý trọng những giá trị tinh thần và luôn tìm kiếm sự bình yên trong cuộc sống. Nhìn chung, mỗi tướng cầm mang một ý nghĩa riêng và cho thấy một phần tính cách, phúc phận của mỗi người. Dù tướng cầm của bạn thuộc loại nào, điều quan trọng nhất vẫn là cách bạn sống, làm việc và đối xử với mọi người xung quanh. Những nỗ lực và thái độ tích cực trong cuộc sống sẽ giúp bạn đạt được thành công và hạnh phúc. Hãy luôn tin tưởng vào bản thân và không ngừng phấn đấu, vì mọi khó khăn đều có thể vượt qua nếu bạn có lòng quyết tâm và sự kiên trì. 3. Tuổi tiền tài hội tụ, giàu sang nứt vách. Tài lộc vượng phát, phất lên phù phù. Tử vi dự báo rằng vận trình của những con giáp này có sự thay đổi bất ngờ, tài lộc ngày một dồi dào. Chạy nhanh về đích cuối 2024, 3 tuổi ăn đậm lãi to, từ nay sống trong phú quý. Thời kỳ hoàng kim cuối 2024 mang đến cho ba con giáp này những cơ hội về tài chính và hạnh phúc trong tình yêu. 3 tuổi tựa cổ máy in tiền, cực kỳ giàu có, nhất là con giáp thứ ba. 1 là tuổi Tuất. Theo tử vi 12 con giáp, Người tuổi Tuất trời sinh có tính cách vốn vô cùng ngay thẳng nên người tuổi Tuất được biết đến là người thật thà, trung thực, thích giúp đỡ người khác. Đặc biệt tử vi trong 10 ngày tới tuổi Tuất chính là con giáp may mắn trong cuộc sống thường ngày, họ rất ít nói và thường che giấu suy nghĩ của mình. Tử vi cho biết người tuổi Tuất chính là con giáp này rất sáng tạo và giàu ý tưởng thực tiễn. Bên cạnh đó, tuổi Tuất họ dễ trở thành người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức mà họ làm việc, tạo dựng được vị thế của mình. Đặc biệt, theo tử vi dự đoán 10 ngày tới, người tuổi Tuất làm việc gì cũng gặp được may mắn. Trong thời gian tới con đường tài lộc của họ ngày càng suôn sẻ, dễ gặt hái thành công. 2. Là tuổi Hợi. Trời sinh người tuổi Hợi trời sinh vốn là con giáp vô cùng hiền lành lương thiện. Đồng thời, tuổi Hợi do bản tính hiền lành, cần cù, chịu khó nên cuộc sống của họ gặp nhiều điều may mắn. Đặc biệt, những người tuổi Hợi họ cũng rất tốt bụng, có kỹ năng xã hội cao và sống chân thành. Khi thấy người khác gặp khó khăn, tuổi Hợi trong khoảng thời gian này sẵn lòng giúp đỡ trong khả năng của mình. Tử vi có nói, trong 10 ngày tới, con giáp tuổi Hợi được thần tài ban phát tài lộc nên công việc xuôi thuận hơn trước. Tử vi cho biết những người tuổi Hợi chính là con giáp làm việc chăm chỉ, toàn tâm toàn ý nên thời gian này sẽ thu về thành quả xứng đáng tiền vào như nước. 3. Là tuổi Sửu. Tuổi Sửu chính là con giáp cả đời chăm chỉ và có năng lực cao trong công việc, nhiều tài lẻ và có tinh thần lạc quan trước mỗi khó khăn. Tử vi dự đoán, vận khí của người tuổi Sửu chính là con giáp có vận khí hơn người tăng lên nhanh chóng trong 10 ngày tới. Họ có cơ hội thăng tiến trong công việc. Con giáp tuổi Sửu dựa vào kinh nghiệm tích lũy được nên đạt được thành tích tốt, được cấp trên trọng dụng. Con giáp tuổi Sửu này nếu như đang làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp được bạn làm ăn uy tín nên kiếm được bộn tiền. 8 việc cần làm ngay để hóa giải vận xui, đơn giản ai cũng làm được. Vận xui đeo bám khiến bạn cảm thấy khó khăn hơn, vất vả hơn. Để hóa giải chúng, hãy thử làm theo một vài mẹo nhỏ này. 1. Là rắc muối. Người xưa quan niệm muối có công dụng xua đuổi tà ma và hóa giải vận xui hiệu quả. Vậy nên khi gặp nhiều điều xui xẻo trong cuộc sống, bạn chỉ cần lấy một ít muối ném qua vai trái của mình, hoặc bạn rải muối xung quanh nhà hay phòng ngủ cũng giúp gia đình ấm êm, tình cảm của các thành viên ngày càng thêm mặn mà. Một cách nữa là tắm bằng nước muối. Bạn chỉ cần thêm 2-3 muỗng canh muối vào trong nước ấm và tắm bình thường. Không chỉ giúp xua đi xui xẻo, mà nó còn giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn. Rắc muối đã từ lâu được coi là một biện pháp hóa giải vận xui và đuổi tà ma trong văn hóa dân gian. Theo quan niệm của người xưa, muối có khả năng loại bỏ năng lượng tiêu cực và mang lại sự bình an cho gia đình. Do đó, khi gặp nhiều khó khăn và xui xẻo trong cuộc sống, chỉ cần lấy một ít muối và ném qua vai trái của mình để loại bỏ những tác động tiêu cực. Ngoài ra, việc rải muối xung quanh nhà hoặc trong phòng ngủ cũng được coi là một biện pháp hữu ích để tạo ra một không gian ấm áp, bình yên cho gia đình. Muối được xem là một phương tiện hóa giải và làm sạch không gian, giúp tăng cường sự hòa thuận và tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Một cách khác là tắm bằng nước muối. Bằng cách thêm 2-3 muỗng canh muối vào nước ấm và tắm bình thường, bạn không chỉ giúp loại bỏ các năng lượng tiêu cực mà còn tạo cảm giác thoải mái và sảng khoái hơn. Việc này được coi là một phương pháp hữu ích để giữ gìn tinh thần và cơ thể, đồng thời mang lại cảm giác an lành và hạnh phúc cho cuộc sống hàng ngày. Những biện pháp truyền thống này không chỉ đơn giản mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa tâm linh và tinh thần trong văn hóa dân gian. Chúng giúp tạo ra một không gian sống tích cực, đồng thời mang lại phúc lộc, tài lộc, may mắn và tiền tài cho gia đình và cá nhân. 2. Là thắp hương. Khi gặp phải quá nhiều khó khăn trong cuộc sống, bạn hãy thắp hương cho tổ tiên hoặc các vị thần Phật. Bạn nên thắp số hương lẻ và nên chọn những loại hương có mùi cây nồng như hương hoa nhài hoặc hương gỗ để tỏ lòng thành kính. Thắp hương không chỉ giúp xua đi vận xui mà nó còn mang lại cho bạn cảm giác thư thái. Thắp hương là một hoạt động truyền thống có ý nghĩa tâm linh lớn trong văn hóa của nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Khi gặp phải nhiều khó khăn và thách thức trong cuộc sống, việc thắp hương cho tổ tiên hoặc các vị thần Phật được coi là một biện pháp hóa giải vận xui và tìm kiếm sự an lạc. Thực hiện việc này, người ta thường thắp số hương lẻ và chọn những loại hương có mùi cây nồng như hương hoa nhài hoặc hương gỗ. Những loại hương này được cho là có khả năng tạo ra sự kết nối mạnh mẽ với thế giới tâm linh và giúp truyền tải lòng thành kính của người thắp hương. Thắp hương không chỉ đơn thuần là một hành động tín ngưỡng mà còn mang lại cảm giác thư thái và yên bình cho tâm hồn. Việc tạo ra không gian yên tĩnh, sạch sẽ và tràn ngập mùi hương thiêng liêng, tinh thần được nâng cao và cảm nhận được sự gần gũi với vô thượng, từ đó mang lại sự phúc lộc, tài lộc, may mắn và tiền tài cho người thực hiện. Như vậy, thắp hương không chỉ là một phương tiện hóa giải vận xui, mà còn là một cách để tìm kiếm sự bình an và niềm tin trong cuộc sống, đồng thời làm tăng cường tinh thần và đem lại cảm giác an lạc cho tâm hồn. 3. Là chôn gương vỡ. Theo phong thủy, gương vỡ là một điểm báo rất xấu. Nếu vô tình làm vỡ gương, bạn hãy hóa giải bằng cách chôn nó xuống một mảnh đất trống. Cách này giúp bạn tránh được những điều không may, đồng thời hạn chế được việc các thành viên trong gia đình bị thương. Theo quan niệm phong thủy, gương vỡ được coi là một dấu hiệu không may mắn và mang lại năng lượng tiêu cực cho không gian. Để hóa giải điều này, một cách thường được thực hiện là chôn gương vỡ xuống đất trống. Hành động chôn gương vỡ này được xem như việc chôn đi những năng lượng tiêu cực, ngăn chặn chúng khỏi lan truyền và tác động đến cuộc sống hàng ngày của gia đình. Nó cũng là biện pháp để tránh những tai nạn và sự không may xảy ra với các thành viên gia đình. Việc hóa giải bằng cách chôn gương vỡ xuống đất trống được kỳ vọng sẽ mang lại sự phúc lộc, tài lộc, may mắn và tiền tài cho gia đình. Đồng thời, cũng là một cách để giữ cho không gian sống luôn được sạch sẽ và tinh thần được bảo vệ khỏi những tác động tiêu cực từ năng lượng của gương vỡ. 4. Là trưng bày đá phong thủy. Đá phong thủy có rất nhiều loại khác nhau và công dụng của chúng cũng khác nhau. Đặt đá phong thủy trong nhà, trong phòng làm việc hay mang theo bên người đều có thể giúp bạn tránh được những luồng khí xấu. Chẳng hạn, dùng đá hồ ly để hóa giải trắc trở trong chuyện tình yêu. Dùng đá thạch anh để tránh xa tà khí, không cho chúng xâm nhập làm hại bản thân. Dùng đá xà cừ giúp ngăn chặn không cho những linh hồn bơ vơ lại gần làm hại mình. Trưng bày đá phong thủy trong không gian sống và làm việc không chỉ là một phong tục mà còn được coi là một biện pháp hóa giải và tăng cường năng lượng tích cực. Các loại đá phong thủy được cho là có khả năng tạo ra các dạng năng lượng tích cực và giúp cân bằng năng lượng xung quanh. Với mỗi loại đá phong thủy, có một công dụng và tác dụng cụ thể khác nhau. Đá hồ ly được sử dụng để hóa giải trắc trở trong chuyện tình yêu và mang lại may mắn trong các mối quan hệ tình cảm. Đá thạch anh thường được dùng để tránh xa tà khí, giúp bảo vệ khỏi sự xâm nhập của năng lượng tiêu cực và tăng cường năng lượng tích cực cho người sử dụng. Đá xà cừ có khả năng ngăn chặn những linh hồn bơ vơ, gây ra sự cản trở và không may mắn, giúp tạo ra một không gian an lành và yên bình. Việc trưng bày đá phong thủy như vậy không chỉ giúp tăng cường sự may mắn và phúc lộc mà còn mang lại cảm giác an tâm và bình yên cho người sử dụng. 5. Tích cực làm việc tốt. Người xưa quan niệm khi bạn cho đi thì thứ bạn nhận lại có khi còn nhiều người. Nếu bạn làm việc thiện bằng cả tấm lòng từ bi của mình thì chắc chắn bạn sẽ được nhận lại những điều tốt lành. Ngoài ra, khi bạn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình thì bạn sẽ nhận thấy cuộc đời mình còn nhiều may mắn. Những khó khăn bạn gặp phải không là gì so với khó khăn của người khác. Từ đó, bạn sẽ có thêm ý chí để vượt qua những khó khăn bạn đang gặp phải. Tích cực làm việc tốt không chỉ là một cách để đạt được thành công và may mắn trong cuộc sống, mà còn là một phương tiện để tạo ra sự hạnh phúc và cảm giác đầy đủ trong lòng. Người xưa đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc cho đi và làm việc thiện, và điều này vẫn đúng cho đến ngày nay. Khi bạn làm việc thiện với tấm lòng từ bi, bạn không chỉ tạo ra sự hài lòng và hạnh phúc cho người khác, mà còn tạo ra một dòng chảy năng lượng tích cực quay trở lại với bản thân bạn. Như câu gieo gió gặt bão, những hành động tốt lành mà bạn thực hiện sẽ được đáp lại bằng những điều tốt lành trong cuộc sống của bạn. Bên cạnh đó, khi bạn giúp đỡ những người gặp khó khăn hơn mình, bạn không chỉ làm cho cuộc đời của họ trở nên tốt đẹp hơn, mà còn nhận thấy sự động viên và niềm vui từ việc làm điều tốt cho người khác. Điều này giúp tăng cường ý chí và sức mạnh tinh thần của bạn, giúp bạn vượt qua những khó khăn một cách mạnh mẽ và kiên định hơn. Như vậy, tích cực làm việc tốt không chỉ là chìa khóa để mở ra cánh cửa của phúc lộc, tài lộc, mà còn là nguồn động viên và sức mạnh cho cuộc sống của chính bạn và những người xung quanh. 6. Là dọn dẹp nhà cửa. Một căn nhà bừa bộn có thể chặn năng lượng tích cực chảy vào và tạo ra những cảm xúc tiêu cực và kém may mắn. Chỉ với việc dọn dẹp nhà cửa là bạn đang mang đến cho mình nguồn lượng mới và trao quyền cho bản thân thay đổi vận mệnh của mình. Khi dọn dẹp, bạn nên vứt bỏ tất cả những món đồ cũ không còn sử dụng, quét sạch mạng nhện và bụi bẩn trong nhà. Bạn cũng có thể sắp xếp lại đồ nội thất trong nhà để cải thiện dòng chảy của năng lượng. Sơn lại tường nhà để mang luồng gió mới cho không gian và cuộc sống của bạn. Dọn dẹp nhà cửa không chỉ là việc giúp căn nhà trở nên gọn gàng và sạch sẽ, mà còn là một cách để tạo ra một môi trường tích cực, kích thích năng lượng tích cực và thu hút may mắn vào cuộc sống của bạn. Việc giữ gìn môi trường sống sạch sẽ không chỉ giúp loại bỏ những năng lượng tiêu cực, mà còn tạo điều kiện cho sự tự do vận động của năng lượng tích cực. Khi bạn loại bỏ những món đồ không cần thiết hoặc hỏng hóc, bạn cũng đang loại bỏ đi các gánh nặng tinh thần và cảm xúc tiêu cực mà chúng mang lại. Ngoài ra, việc sắp xếp lại đồ nội thất và sơn lại tường nhà cũng là cách tốt để thay đổi dòng chảy của năng lượng trong ngôi nhà. Bằng cách này, bạn có thể tạo ra một không gian mới mẻ và tích cực hơn, giúp cuộc sống của bạn trở nên thú vị và phong phú hơn. Tóm lại, việc dọn dẹp nhà cửa không chỉ đơn giản là công việc vệ sinh hàng ngày, mà còn là một phương tiện quan trọng để mang lại sự phúc lộc, tài lộc, may mắn và tiền tài vào cuộc sống của bạn. Hãy để căn nhà của bạn trở nên gọn gàng và sáng sủa để bạn có thể tận hưởng một cuộc sống tươi mới và hạnh phúc. 7. Là mang theo bùa hộ mệnh. Một cách để mang may mắn đến cho bản thân là mang theo bùa hộ mệnh. Bảo bối phong thủy phổ biến nhất có thể là chìa khóa. Một chùm dây đeo chìa khóa đã được sử dụng để mang lại may mắn từ thời xưa. Đeo chùm 3 chìa khóa sẽ giúp bạn mở cánh cửa của giàu có, sức khỏe và tình yêu. Mang theo bùa hộ mệnh là một trong những cách truyền thống để thu hút may mắn và bảo vệ bản thân khỏi những điều xấu xảy ra. Chìa khóa được coi là một biểu tượng mang lại sự mở cửa cho cơ hội và thành công trong cuộc sống. Việc đeo chùm 3 chìa khóa có thể được xem như một biện phong thủy đơn giản nhưng hiệu quả. 3 chìa khóa đại diện cho 3 lĩnh vực quan trọng của cuộc sống: giàu có, sức khỏe và tình yêu. Khi mang theo chìa khóa, bạn không chỉ đang đặt niềm tin vào sự mở cửa cho những cơ hội mới mẻ, mà còn đang thu hút năng lượng tích cực để thuận lợi hóa giải những thách thức và khó khăn. Bùa hộ mệnh như chìa khóa có thể được đeo trên dây đeo cổ, chìa khóa của ngôi nhà hoặc chìa khóa của xe hơi. Quan trọng nhất là bạn cần tin vào sức mạnh của nó và mang theo một cách linh hoạt và tự tin. Tóm lại, việc mang theo bùa hộ mệnh như chùm 3 chìa khóa không chỉ là một biện pháp để bảo vệ bản thân, mà còn là một cách để thu hút may mắn, tài lộc, sức khỏe và tình yêu vào cuộc của bạn. Hãy tin tưởng và lắng nghe những tín hiệu tích cực mà năng lượng của chìa khóa mang lại cho bạn. 8. Là tắm nước lá. Trong nhiều nền văn hóa, các loại hoa lá luôn mang ý nghĩa tẩy trần, giúp con người sạch sẽ, đón vận may. Bạn có thể tắm bằng lá bưởi với ý nghĩa mang phúc lộc, hay dùng 7 loại hoa nhiều màu trừ màu trắng ngâm nước tắm. Sau khi tắm, bạn nên gói chúng vứt ngay, vì lúc này chúng được tin là đã tẩy sạch xui rủi của bạn và hấp thụ hết. Tắm nước lá là một phương pháp phong thủy truyền thống được coi là có khả năng tẩy trừ đi những năng lượng tiêu cực và mang lại may mắn, tài lộc cho người thực hiện. Trong nhiều nền văn hóa, việc sử dụng các loại lá hoa để tắm được coi là một nghi lễ linh thiêng để giải tỏa và hấp thụ năng lượng tiêu cực. Có nhiều loại lá được sử dụng cho mục đích này, mỗi loại đều mang một ý nghĩa và tác dụng riêng. Chẳng hạn, lá bưởi thường được chọn với mong muốn mang lại phúc lộc và may mắn cho người tắm. Đối với một số người, việc sử dụng 7 loại hoa nhiều màu để ngâm nước tắm cũng được coi là cách tốt để thu hút và duy trì năng lượng tích cực trong cuộc sống. Sau khi tắm nước lá, quan trọng là bạn nên gói chúng và vứt đi ngay. Điều này được xem là bước quan trọng để loại bỏ hoàn toàn những năng lượng tiêu cực mà lá đã hấp thụ và giúp cơ thể và tâm hồn bạn sẵn sàng đón nhận năng lượng mới tích cực. Tóm lại, việc tắm nước lá không chỉ là một phương pháp để làm sạch cơ thể, mà còn là một nghi lễ tâm linh để tẩy trừ và hấp thụ năng lượng tiêu cực, đồng thời thu hút và duy trì năng lượng tích cực, mang lại phúc lộc, tài lộc và may mắn cho người thực hiện. Tiếp theo là 4 lỗi phong thủy tưởng đơn giản mà khiến gia đình sa sút cần tránh ngay lập tức. Nếu bạn đang mắc những lỗi phong thủy này thì phải dừng lại ngay nhé. Nếu không, tài lộc sẽ không cánh mà bay. 1. Là để lò vi sóng trên nóc tủ lạnh. Gia đình bạn có để lò vi sóng trên nóc tủ lạnh không? Nếu có thì ngay từ hôm nay hãy thay đổi ngay thói quen này nhé. Bạn đang vô tình làm mất đi may mắn của cả nhà đó. Trong phong thủy, tủ lạnh ngũ hành thuộc thủy, lò vi sóng ngũ hành thuộc hỏa. Thủy hỏa xung khắc là điều có lẽ ai cũng đều biết, nên lò vi sóng và tủ lạnh để chồng lên nhau cũng chính là đang làm tự chúng xung khắc nhau. Điều này vô tình đã phá hỏng sự cân bằng âm dương, khiến cho tài vận không được tốt. Nếu vì gian bếp quá chật mà phải đặt như vậy, không còn cách nào khác, bạn hãy đặt một miếng gỗ ở dưới để mộc ngăn bớt sự xung khắc này nhé. Để lò vi sóng trên nóc tủ lạnh là một thói quen phổ biến trong nhiều gia đình, nhưng ít ai biết rằng việc này có thể ảnh hưởng đến may mắn và tài vận của gia đình. Trong phong thủy, mỗi đối tượng như tủ lạnh và lò vi sóng đều mang một ngũ hành khác nhau. Tủ lạnh thường được liên kết với ngũ hành thủy, trong khi lò vi sóng được liên kết với ngũ hành hỏa. Thủy và hỏa được biết đến là hai nguyên tố xung khắc nhau, và việc đặt hai đối tượng này chồng lên nhau có thể tạo ra sự xung đột trong không gian. Sự xung đột này có thể gây ra sự mất cân bằng âm dương, ảnh hưởng đến sự hài hòa và may mắn trong gia đình. Vì vậy, nếu có thể, bạn nên tránh đặt lò vi sóng trên nóc tủ lạnh. Tuy nhiên, nếu không có cách nào khác vì không gian bếp quá chật hẹp, bạn có thể thử đặt một miếng gỗ ở dưới để tạo ra một lớp ngăn cách, giảm bớt sự xung khắc giữa hai đối tượng này. Việc thực hiện điều này không chỉ giúp tạo ra sự hài hòa trong không gian sống, mà còn giúp cải thiện tài vận và may mắn cho gia đình. Hãy nhớ rằng sự cân bằng và hài hòa trong không gian sống có vai trò quan trọng trong việc thu hút phúc lộc, tài lộc và may mắn. 2. Là giày dép không có giá, vứt lung tung ở cửa ra vào. Đây là lỗi của rất nhiều gia đình. Bạn có thể sắm sửa rất nhiều thứ, nhưng tủ giày vẫn là thứ thiếu trong gia đình này. Và đương nhiên, giày dép sẽ được vứt lung tung ở trước cửa ra vào. Điều này bạn nghĩ là bình thường, nhưng lại không thể ngờ được là nó vô tình ngăn vận khí tốt vào nhà bạn. Cửa ra vào chính là nơi cát khí đi vào nhà. Nếu bạn ngăn cản nó bằng những thứ mùi giày dép, thì đúng là chính bạn đã tự ngăn mất tài lộc đó. Vì vậy, tủ giày là thứ cần sắm nhất trong một gia đình. Giày dép thường được coi là một vật dụng thông thường trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhưng ít ai ngờ rằng cách bố trí và sắp xếp chúng có thể ảnh hưởng đến vận khí và may mắn của gia đình. Trong nhiều gia đình, việc để giày dép lung tung ở cửa ra vào là một thói quen phổ biến, nhưng đây lại là một thói quen không tốt đối với phong thủy. Cửa ra vào được xem là nơi mà năng lượng tốt và may mắn có thể đi vào nhà. Tuy nhiên, khi bạn để giày dép lung tung ở khu vực này, chúng có thể tạo ra một mùi khá không dễ chịu và gây cản trở cho dòng khí tích cực. Điều này dẫn đến việc ngăn cản vận khí tốt từ việc đi vào nhà, làm giảm khả năng thu hút tài lộc và may mắn cho gia đình. Vì vậy, việc có một tủ giày sắp xếp gọn gàng và hợp lý là rất quan trọng trong một gia đình. Bằng cách này, không chỉ giúp tạo ra một không gian sạch sẽ và gọn gàng, mà còn giúp thu hút vận khí tích cực và may mắn vào nhà. Hãy nhớ rằng, việc tạo ra một môi trường sống hài hòa và thoải mái là chìa khóa để thu hút phúc lộc, tài lộc và tiền tài vào cuộc sống của bạn. 3. Là không đóng nắp bồn cầu. Nhiều người có thói quen đi ngủ hay đi vệ sinh xong không đóng nắp bồn cầu. Vậy là bạn đã tự làm hại mình. Hại mình là hại sức khỏe của bạn vì mùi nhà vệ sinh bốc ra ngoài khi ăn, khi ngủ. Ngoài ra, đây là nơi mà nhiều người, nhất là người giàu, quan niệm rằng vận khí này sẽ bị triệt hết nếu không biết nắp bồn cầu sau khi đi vệ sinh. Sau khi đọc bài này, hãy suy nghĩ thật kỹ xem bạn có thường xuyên làm điều này không nhé. Đó có thể là lý do mãi bạn vẫn chưa giàu. Việc không đóng nắp bồn cầu không chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, mà còn có thể tác động đến vận khí và may mắn trong gia đình. Mùi khó chịu từ nhà vệ sinh có thể lan tỏa ra phòng khách và khu vực sống khác, ảnh hưởng đến không gian sống và sức khỏe của mọi người trong gia đình. Ngoài ra, theo quan niệm phong thủy, việc không đóng nắp bồn cầu có thể làm mất đi vận khí tích cực trong nhà. Nhà vệ sinh được coi là nơi dễ trú ngụ của năng lượng tiêu cực, và việc để nắp bồn cầu mở ra sẽ khiến cho năng lượng tiêu cực này có thể tự do lan tỏa và ảnh hưởng đến không khí trong nhà. Do đó, Việc thường xuyên đóng nắp bồn cầu sau khi sử dụng không chỉ là để bảo vệ sức khỏe, mà còn là để giữ cho không gian sống của bạn luôn trong trạng thái cân bằng và thu hút vận khí tích cực. 4. Là đầu giường kê sát nhà vệ sinh, nhà bếp. Đây là lỗi sai vô cùng nghiêm trọng. Khi bạn đặt đầu giường sát nhà vệ sinh, lúc ngủ đầu quay về hướng đó sẽ vô cùng ảnh hưởng tới vận khí, thậm chí sức khỏe. Bếp là nơi nấu ăn nên luôn có mùi thức ăn, nhà vệ sinh thì càng nên kiêng kỵ vì là nơi chứa chất thải. Vậy nên, dù đặt đầu giường theo hướng nào thì cũng phải tuyệt đối kiêng hướng này nhé. Việc đặt đầu giường kế sát nhà vệ sinh và nhà bếp là một sai lầm nghiêm trọng trong phong thủy. Khi đầu giường được đặt ở gần những khu vực như nhà vệ sinh và nhà bếp, chúng ta có thể gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe và vận khí. Trước hết, nhà vệ sinh là nơi chứa chất thải và có thể phát tán mùi khó chịu. Nếu đặt đầu giường kế sát nhà vệ sinh, việc hít phải mùi không tốt này có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tổng thể của chúng ta. Ngoài ra, nhà bếp là nơi nấu nướng, thường xuyên phát ra mùi thức ăn và hơi dầu mỡ. Việc đặt đầu giường gần nhà bếp có thể khiến cho chúng ta hít phải những mùi không dễ chịu khi ngủ, gây ra khó chịu và làm giảm chất lượng giấc ngủ. Về phong thủy, việc đặt đầu giường kế sát nhà vệ sinh và nhà bếp cũng có thể làm ảnh hưởng đến vận khí của gia đình. Những khu vực này thường được coi là chứa năng lượng tiêu cực, và khi đầu giường được đặt gần chúng có thể gây ra sự xung đột và không ổn định trong không gian sống. Do đó, để tạo ra một không gian sống và giấc ngủ tốt hơn, hãy đảm bảo rằng đầu giường được đặt ở một vị trí phù hợp, xa xa những khu vực như nhà vệ sinh và nhà bếp. Điều này không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn tăng cường vận khí và may mắn cho gia đình bạn. Nếu bạn chưa mắc những lỗi phong thủy dưới đây thì là tín hiệu mừng cho gia đình bạn. Còn nếu đã mắc rồi thì phải thay đổi ngay tức khắc, nếu không, gia đình sẽ khó phát đạt. 3 loại cây trồng sau nhà, giàu có 3 đời. Trong phong thủy, những loại cây dưới đây chỉ thích hợp trồng sau nhà, trấn giữ của cải, mang lại may mắn cho gia chủ. 1. Đứng đầu tiên chính là cây chuối. Từ thời xa xưa, ông bà ta đã dạy con cháu mình rằng trước cao sau chuối. Vì vậy, nếu bạn đang băn khoăn chưa biết trồng cây phong thủy gì sau nhà, thì cây chuối là một sự lựa chọn vô cùng phù hợp, giúp xây dựng địa thế cực kỳ tốt cho nhà bạn. Chuối có tán lá rộng, có tác dụng che chắn rất tốt. Hơn nữa, chuối còn rất dễ trồng với những tán lá xanh mướt, tượng trưng cho sự tốt tươi may mắn. Chính vì vậy, một chậu chuối cảnh sau nhà sẽ là sự lựa chọn dễ dàng và phù hợp với hầu hết mọi gia đình, và tượng trưng cho nguồn tài lộc dồi dào, che chở cho toàn bộ căn nhà. Trong phong thủy, cây chuối có tác dụng tiêu trừ tà khí và ma quỷ, giúp mang lại bình yên và tài lộc cho gia chủ. Thân cây và lá có màu xanh nên đặc biệt phù hợp với người mệnh mộc và mệnh hỏa. Tuy nhiên, người xưa khuyên rằng trước cao sau chuối. Do đó chuối chỉ nên được trồng sau nhà chứ không nên trồng trước nhà. Còn xét theo góc nhìn khoa học, chuối có tán lá to, bụi khá rậm rạp nên trồng trước nhà sẽ cản nắng, cản gió vào nhà. Điều này khiến nhà u tối, kém thoáng gió và khó giám sát được an ninh bên ngoài nhà. Ngoài ra, chuối là cây ăn quả dễ bắt ion âm. Nguồn năng lượng này dễ khiến con người lười biếng, hoạt động chậm chạp, tâm trạng uể oải, chán chường nên không thích hợp trồng trước nhà. Ngược lại, nếu trồng chuối sau nhà sẽ lợi đủ đường. Cụ thể, chuối có thể che mát nắng nóng buổi chiều của hướng Tây, che chắn khí lạnh tràn về từ phía Bắc vào mùa đông. Nhưng trên thực tế, vẫn có những trường hợp có thể trồng cây chuối trước nhà, điển hình là khi trước nhà có cột điện, chạm cao thế. Nguyên nhân là do những thứ này mang nhiều điện tích ion dương. Khi luồng khí di chuyển, sẽ mang theo điện tích ion dương vào nhà khiến không khí trong nhà nóng bức. Người sống trong nhà dễ cảm thấy khó chịu, bứt rứt, lúc nào cũng bừng bừng dương khí. Nhà có cột điện trước nhà cũng phạm phải thế hỏa sát, dễ ảnh hưởng tới tài vận của gia chủ, tiền tài khó vào, làm nhiều tiêu ít, hậu vận không tốt, đường tình duyên cũng gập ghềnh, trắc trở. Lúc này, bạn có thể trồng cây chuối trước nhà để hóa giải. Cây chuối sẽ giúp trung hòa điện tích dương của cột điện, che chắn bớt tác hại của dòng điện đối với con người. Để tô điểm cho khu vực trước nhà, bạn có thể trồng các loại cây chuối cảnh thay vì chuối thường. 2. Cây sung. Xét về khoa học thì cây sung là cây quen thuộc với người dân vùng quê Việt Nam, có thể sinh sống ở nhiều địa hình khác nhau, không cần phải chăm sóc quá cầu kỳ. Đặc biệt, trong phong thủy cây sung thể hiện cho sự sung túc. nhưng chúng rất kiêng kỵ trồng trước cửa nhà bởi vì thân hình cây sung vốn to lớn. Nếu trồng trước nhà chắn ánh sáng vào nhà gây cản trở cho tài lộc. Đồng thời, trong ngày Tết người ta hay chọn quả sung thờ trên mâm ngũ quả, thể hiện cho sự sung túc, giàu sang. Nhưng nếu bạn trồng cây sung sau lưng nhà thì rất tốt cho sức khỏe và tài lộc. Cây sung giúp điều hòa không khí, đồng thời nó còn giúp bảo vệ tài lộc của cả gia đình bạn, giúp cho gia chủ làm ăn tấn tới, giàu có. Theo quan niệm phong thủy, sung được xếp vào bộ cây tứ linh, đa sung, xanh si, và bộ tam đa súc, lộc vừng lộc, thiên tuế thọ, tượng trưng cho may mắn, sức khỏe và tài lộc. Từ sung mang ý nghĩa tượng trưng cho sự sung túc, tròn đầy và viên mãn. Không chỉ vậy, cây sung còn có hình dáng đẹp với sức sống mạnh mẽ. Quả sung mọc ra từ thân cây vừa tròn, vừa căng, mang ý nghĩa hút tiền tài. Do đó, cây sung có ý nghĩa đem lại nhiều may mắn, tài lộc, sự sung túc và viên mãn cho gia chủ. Chính vì vậy, người Việt thường có phong tục trồng cây sung trong nhà hoặc bày quả sung trên mâm ngũ quả ngày Tết để cầu nguyện cho gia đình một năm sung túc, làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn. Mặc dù có ý nghĩa tốt trong phong thủy, thế nhưng nhiều người vẫn băn khoăn cây sung để trong nhà có tốt không, vì không phải ai cũng phù hợp để trồng loại cây này làm cảnh trong nhà. Theo các chuyên gia phong thủy, cây sung có thể trợ giúp cho mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, bản mệnh của cây sung là mệnh mộc, nên loài cây này đặc biệt hợp với những người mệnh mộc hoặc hỏa. Chúng sẽ giúp gia chủ làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn và thăng tiến trong công việc. Ngoài ra, cây sung cũng giúp người mệnh mộc và hỏa, giúp gia đình được sum vầy, ấm no, hòa thuận. 3. Là cây dâu tằm bảo vệ sự bình an. Trong tiếng Hán thì cây dâu theo nhiều người quan niệm là loại cây mang lại sự tăng tóc, vì theo phiên âm tiếng Hán, cây dâu phát âm là tang. Bởi vì vậy, người ta thường kiêng kỵ trồng trước nhà sẽ mang lại điểm xấu, nhưng lại có thể trồng sau nhà giúp gia chủ xua đuổi khí xấu, những điều tai ương xui xẻo. Tuy nhiên, nếu như bạn mua xua đuổi vận xui, trấn giữ của cải trong nhà, thì việc trồng cây dâu tằm lại sau nhà là hoàn toàn đúng đắn. Linh khí ở cây dâu tằm giúp cho ngôi nhà của bạn luôn được an toàn, không có gì xâm nhập được. Cuộc sống trong nhà sẽ luôn vui vẻ, hài hòa, êm ấm. Cây dâu tằm là một loại cây giúp xua đuổi tà khí vô cùng tốt, giúp tránh vận xui. Bởi vậy, khi bạn trồng sau nhà sẽ giúp cho những âm khí quấy phá nhà bạn không thể xâm hại. Đồng thời, cuộc sống các thành viên trong nhà trở nên hòa thuận, công việc làm ăn hanh thông viên mãn. Theo các chuyên gia phong thủy, cây dâu tằm thường được trồng ở sau vườn nhà, bờ dậu với mục đích trừ tà, bảo vệ ngôi nhà và gia đình bạn. Ngoài việc có tác dụng xua đuổi tà khí, cây dâu tằm còn mang đến nhiều tài lộc thịnh vượng cho gia chủ. Tiếp theo, tài lộc có thể tiêu tan khi cho mượn những đồ vật sau. Theo quan niệm phong thủy, có những đồ vật bạn chớ nên cho người khác mượn, dù người đó có thân thiết đến đâu, nếu không muốn mất tài lộc, thiệt hại đến lợi ích của bản thân. 1. Là ví tiền. Ví tiền là vật để cất giữ của cải, bảo quản tiền bạc. Trong phong thủy, ví tiền chính là thứ đại diện cho tài lộc. Đây là món đồ giúp mang tiền tài may mắn đến cho chủ sở hữu. Chính vì vậy, các chuyên gia phong thủy nhắc nhở rằng nên kiêng việc cho mượn ví tiền. Đem ví tiền của mình cho người khác chính là mang vận may, tài lộc của bản thân mình đi cho, khả năng giữ tiền cũng sẽ bị hao hụt. 2. Là nạng. Gậy trống. Nạng hoặc gậy trống là vật dụng dùng cho người đang gặp vấn đề về khả năng vận động hoặc giúp người già có thể di chuyển thuận lợi hơn khi sức khỏe của họ yếu. Nhờ có vật dụng này mà họ mới di chuyển dễ dàng, thuận lợi. Nói rộng ra thì chiếc nạng gậy là một phụ tá đắc lực của con người. Mất đi nó, chúng ta sẽ không thể làm được việc gì, hoặc có làm cũng gặp khó khăn, vất vả. Vì vậy, hành động cho mượn nạng không khác gì việc bạn mất đi chỗ dựa, một thứ luôn giúp đỡ mình. Tất nhiên, đây không phải là một quan niệm cứng nhắc. Trong trường hợp bạn chỉ sử dụng nạng trong một thời gian ngắn, vì lý do sức khỏe tạm thời và sau đó đã hồi phục, đi lại bình thường thì hoàn toàn có thể đưa chiếc nạng cho những người cần sử dụng đến nó. 3. Là gương. Trong quan niệm của người phương Đông, mỗi chiếc gương đều có linh hồn riêng. Vì thế, gương là một thứ không nên cho mượn. Một khi cho người khác mượn gương, có thể ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề tinh thần, sức khỏe, tiền bạc, gây họa ngoài ý muốn. 4. Là đồng hồ. Đồng hồ là biểu tượng cho thời gian trôi. Đeo đồng hồ ngoài ý nghĩa xem giờ còn thể hiện việc phải trân quý từng giây từng phút ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngoài ra, đồng hồ còn là biểu tượng của sự trường tồn vĩnh viễn vì thời gian không bao giờ dừng lại. Những chiếc kim đồng hồ quay vòng 360 độ, tượng trưng cho một thái cực. Vì thế, đeo đồng hồ là một hành động mang hàm ý mong tài lộc vượng phác, thời vận hanh thông. Kim đồng hồ nhích từng giây về phía trước cho thấy con người đang già đi. Do vậy, vào dịp đầu năm, người ta thường kiêng tặng cho nhau đồng hồ, đặc biệt là khi trong nhà có người già. Bên cạnh đó, việc cho mượn đồng hồ đôi khi cũng được hiểu là cho người khác mượn thời gian, tài lộc cũng bị mượn mất, khiến công việc của chủ nhân của chiếc đồng hồ bị trì trệ. 5. Là dao dao, kéo là một trong những thứ không nên cho mượn nhất. Chúng được xem những vật dụng quen thuộc, không thể thiếu trong gia đình. Tuy nhiên, trong phong thủy, nó còn tượng trưng cho sát khí. Đó là lý do người ta khuyên không để dao kéo bừa bãi trong nhà, vì chúng có thể gây những tác hại không ngờ đến với sức khỏe, công danh và tiền tài của gia chủ. Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyên không nên cho mượn dao, vật đại hung trong phong thủy. Kéo có nguy cơ tự rước lấy hiểm họa về mình. Vậy nên, ngoài kiêng kỵ cho mượn dao, bạn cũng nên tránh mượn dao người khác. Tuy nhiên, trong không gian của một căn nhà thì người này cho người kia mượn dao là chuyện thường tình, không có gì phải kiêng kỵ cả. 6. Là bể cá. Bể cá, hòn non bộ không chỉ là vật trang trí trong nhà mà chúng còn có ý nghĩa về phong thủy. Thông thường, các gia đình mua bể cá nhằm mục đích cải thiện tài lộc. Vì thế không nên cho người khác mượn vật hút tài lai lộc của mình. Ngoài ra, người mượn chưa chắc đã hợp tuổi với những vật mang yếu tố thủy như bể cá. Cách đặt bể cá, địa thế của ngôi nhà không phù hợp cũng có thể khiến người mượn gặp rắc rối về mặt phong thủy. Phong thủy nhà ở. Bỏ ngay 5 thứ đồ này trong nhà tắm, giàu sang lập tức kéo về. Theo quan niệm phong thủy, nếu trong nhà tắm mà thường xuyên đặt những thứ này thì gia đình khó mà phát tài. Nhà tắm trong không gian nhà ở có vị trí quan trọng. Nhà tắm là nơi giúp chúng ta vệ sinh, giữ gìn sức khỏe. Nhưng rất nhiều người không chú ý chăm chút không gian nhà tắm, khiến cho nó ảnh hưởng tới cả các phòng khác mà không biết. Nhà tắm là nơi ẩm ướt nhiều vi khuẩn virus. Không gian nhà ở hiện đại thường có nhà tắm khép kín trong nhà, nên khi không gian nhà tắm không được chú ý gọn gàng thì sẽ ảnh hưởng trường khí của cả nhà. Thế nên phong thủy nhà tắm rất quan trọng trong phong thủy nhà ở nói chung. Theo đó, trong nhà tắm cần tránh không nên có những đồ sau. 1. Gương vỡ trong nhà tắm. Gương hay kính vỡ mà để trong nhà tắm là rất xấu. Gương soi phản ánh những gì chúng chiếu rọi. Do đó, khi đặt gương vỡ thì chúng sẽ phản chiếu năng lượng tiêu cực. Trong phong thủy, chiếc gương vỡ biểu trưng cho sự xui xẻo, rạn nứt trong gia đình. Hơn nữa, gương vỡ có thể gây tai nạn nguy hiểm cho người, bởi vậy để gương vỡ trong nhà tắm, hãy dọn dẹp và bỏ chúng đi ngay. 2. Quần áo, khăn tắm, khăn mặt ẩm ướt trong nhà tắm. Giặt giũ quần áo xong nhớ mang ra ngoài khu phơi, nhưng nhiều người treo quần áo bẩn, quần áo ẩm ướt trong nhà tắm nên càng làm tăng độ ẩm, làm phát triển vi khuẩn virus mạnh. Từ đó có thể gây bệnh cho người dùng. Theo phong thủy, việc để quần áo ẩm ướt trong nhà tắm làm tăng âm khí, khiến tà khí lan ra khắp nhà, làm ảnh hưởng tới sức khỏe và mối quan hệ trong gia đình. Do đó, bạn tránh để quần áo, khăn tắm ẩm ướt trong nhà tắm lâu. Khăn tắm và khăn mặt, quần áo nên được phơi ra nơi thoáng gió sau khi sử dụng để tránh bị nhiễm khuẩn. Nhất là khi nhà vệ sinh chung trong nhà tắm, thì việc phơi khăn tắm, khăn mặt trong nhà tắm càng mất vệ sinh tạo ra nguy hiểm cho làn da của bạn. 3. Thùng rác không có nắp. Thùng rác không có nắp sẽ làm phát tán vi khuẩn và mùi hôi nhiều hơn, khiến cho không gian phòng tắm bị hôi hơn, ô nhiễm hơn. Hơn nữa, khi thùng rác không có nắp thì thu hút ruồi muỗi, côn trùng từ ngoài vào nhiều hơn, càng làm cho rác nhanh bốc mùi lây lan vi khuẩn ra ngoài. Thùng rác không có nắp khiến cho nước trong nhà tắm dễ rơi vào, nên chúng càng ẩm ướt, càng nhanh hôi hám. Những thùng rác này khiến bạn khó chịu khi sử dụng nhà tắm. Hơn nữa, thùng rác này khiến cho không gian nhà bạn trở nên hôi hám khó chịu, lại còn dễ gây bệnh. Năng lượng của thùng rác phát tán ra nhà sẽ ảnh hưởng tới trường năng lượng của cả gia đình và tài vận của mọi người. 4. Trồng nhiều cây xanh. Cây xanh đặt trong nhà tắm có lợi là thanh lọc không khí, hút ẩm. Nhưng nếu nhiều cây xanh quá thì khiến cho chúng âm khí nặng hơn và ruồi muỗi phát triển mạnh. Bởi thế để mang lại năng lượng tích cực cho nhà tắm, bạn chỉ nên đặt 1-2 chậu cây nhỏ, vừa phải, có công dụng hút mùi hút khí độc, tránh để tùm rậm rạp. 5. Để chổi trong phòng tắm, chổi dùng để quét dọn, nên nhiều người để luôn chổi nhựa trong nhà tắm. Tuy nhiên, đây là việc làm sai lầm. Chổi để trong nhà tắm sẽ làm tăng độ ẩm và tăng mùi hôi, do đó nhà tắm sẽ càng âm khí và ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn. Môi trường sống cần dương khí để tụ khí hút tài lộc, nhưng nếu bị nhiễm âm khí nhiều thì con người không khỏe và tài vận sa sút. Hơn nữa, chổi quét mà để trong nhà tắm thì trong không gian nhà tắm rất lộn xộn, bừa bộn và không đẹp mắt. Nhà tắm được sạch sẽ thông thoáng cũng là một cách để chiêu tài hút lộc vào gia đình và giúp gia đình khỏe mạnh hơn. Để đảm bảo phong thủy trong nhà tắm, ngoài tránh các điều trên, bạn có thể áp dụng một số mẹo sau để tăng thêm vận khí tốt. Đặt một bát muối biển ở thành cửa sổ hoặc thành lavabo nhà tắm. Muối vừa có tác dụng hút mùi, khử khuẩn, lại có thể xua đuổi tà khí vận xui. Đặt một lọ dầu gió để giúp tạo hương thơm, khử mùi, đuổi ruồi muỗi. Thường xuyên dọn dẹp nhà tắm, nhà vệ sinh và cố gắng để chúng khô ráo tốt nhất có thể. Tiếp theo, 7 lỗi phong thủy sát tinh khiến vợ chồng lục đục, hôn nhân tan vỡ. Theo phong thủy, nhà ở phạm đại kỵ này sẽ khiến gia chủ gặp nhiều xui xẻo, đời sống hôn nhân không hạnh phúc. 1. Hướng của ngôi nhà. Hướng của ngôi nhà là gì? Hướng nhà là hướng của cả căn nhà. Từ bên trong đi ra khỏi nhà, nhìn về đâu, đó là hướng. Hướng nhà thường sẽ trùng với hướng của trục dọc căn nhà. Trường hợp nhà có 2 hoặc 3 mặt đường tiếp cận thì hướng nhà sẽ xét dựa trên mặt đường chính, rộng rãi, đông đúc phương tiện. Hướng của ngôi nhà nếu chệch 15 độ từ Bắc sang Đông, ngôi nhà sẽ dẫm vào đường cửa ma là hung sát chính. Nó không chỉ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc. 2. Ngôi nhà bị khuyết góc. Nhà khuyết góc là gì? Nhà khuyết góc là bị lõm hay khuyết một góc, một phía nào đó khiến mặt bằng không vuông vắn. Theo lý thuyết phong thủy, nhà hình chữ nhật, hình vuông có địa thế vuông thành sắc cạnh là dạng nhà lý tưởng nhất. Ngôi nhà vuông vắn vừa đầy đặn về trường khí, vừa thuận tiện trong thiết kế, bài trí. Ngược lại, nhà bị khuyết ở một phương vị nào đó sẽ gây mất cân bằng năng lượng và trường khí. Bởi vậy cho nên điểm khuyết góc được đánh giá là điểm tối kỵ trong phong thủy. Một ngôi nhà nếu bị khuyết góc, nhất là góc Tây Bắc hoặc Tây Nam, sẽ có ảnh hưởng không tốt cho các cặp vợ chồng. 3. Cấu trúc của ngôi nhà không tốt. Nếu phòng ngủ nằm ở hướng Tây Bắc hay Tây Nam của ngôi nhà, cửa phòng ngủ có đối diện với phòng tắm, cửa bếp hay các cửa khác, có gương trong phòng ngủ, thì đều là những điều kỵ trong phong thủy. Bên cạnh đó, có những thứ cũng không nên đặt trong phòng ngủ như khẩu trang. Đồ đạc nên đặt theo nguyên tắc trái cao phải thấp, bếp nấu và bồn rửa bát không nên thẳng hàng với nhau. Những điều này có ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm vợ chồng. 4. Môi trường xung quanh ngôi nhà. Bên cạnh những nguyên tắc cơ bản của phong thủy trong bố cục, cấu trúc của ngôi nhà, bạn cũng cần chú ý đến việc môi trường xung quanh bên ngoài ngôi nhà của bạn có lợi cho bạn hay không. Chẳng hạn, nếu có cầu cạn bên ngoài nhà, đường dây cao thế, khu dân cư ồn ào, bệ đường từ nhà ra ngoằn ngoèo hoặc công trình dân dụng đang được xây dựng gần đó cũng sẽ ảnh hưởng đến tình duyên và hôn nhân. 5. Thư pháp, tranh vẽ và đồ thủ công mỹ nghệ treo trong nhà. Theo phong thủy, nội dung hay cách bài trí thư pháp, hội họa không phù hợp cũng sẽ dẫn đến những rắc rối trong tình yêu và hôn nhân. 6. Màu sắc phòng ngủ. Khi lựa chọn màu cho phòng ngủ, bạn không nên chọn những gam màu nóng như đỏ, cam, vàng. Theo phong thủy, những màu này sẽ gây nên sự bất an, khó chịu cho người sử dụng. Bạn cũng không nên chọn những màu quá tối như xanh đậm, đỏ sẫm, xám đen, vì nó có thể khiến tình cảm vợ chồng xung đột, dễ gây cãi vã. Thay vào đó, bạn cũng nên chọn các gam màu nhẹ nhàng, có thể kết hợp hài hòa, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu. 7. Nhà có quá nhiều góc nhọn. Trong phòng càng có nhiều góc nhọn, không vuông càng dễ nảy sinh tranh chấp vợ chồng. Gia đình dễ bất hòa vì phòng ốc không giữ được trường khí an lành. Ở lâu, có thể lâm vào cảnh chiến tranh lạnh liên miên. Vợ chồng lục đục quá nhiều, dễ dẫn đến ly hôn. Tổ tiên răn dạy, nằm ngủ quay đầu 3 hướng này, ốm đau triền miên, hao tài tốn của. Đó là 3 hướng nào? Giấc ngủ vô cùng quan trọng với sức khỏe và cách quay đầu khi ngủ cũng rất quan trọng. Chúng ta dành tới 1/3 thời gian để ngủ. Ngủ là lúc cơ thể phục hồi đảm bảo sức khỏe. Do đó giấc ngủ, phòng ngủ, giường ngủ là vô cùng quan trọng. Trong phong thủy, phòng ngủ và cách ngủ còn liên quan tới vận may của mỗi người. Theo đó, khi ngủ cần tránh nằm theo 3 hướng sau. 1. Không hướng đầu ra cửa hoặc cửa sổ. Người xưa răn dạy nếu hướng đầu ra cửa hay cửa sổ khi ngủ sẽ khiến cho tài vận hư hao. Hơn nữa, trong dân gian, hướng đầu ra cửa phòng là cách xoay đầu người đã khuất để chuẩn bị cho khâm liệm. Cửa sổ và cửa phòng ngủ là nơi lưu thông khí dễ bị gió lạnh, tà khí ảnh hưởng xấu tới con người. Xét về góc độ sức khỏe thì cửa sổ và cửa phòng dễ bị ảnh hưởng bởi gió, ánh sáng. Khi quay đầu ra cửa sẽ khiến giấc ngủ chập chờn, ánh sáng vào mắt hoặc bị ảnh hưởng khi gió thổi vào, khi có âm thanh, người qua lại. Do đó, nếu ngủ quay đầu hướng về cửa sổ hoặc cửa phòng sẽ khiến bạn ngủ không ngon, từ đó ảnh hưởng tới sức khỏe, tiền dùng để mua thuốc chữa bệnh. Trong dân gian xưa, khi người đã khuất giường sẽ được kéo ra để hỏng phần trên đầu giường, đặt bát cơm cúng, nang, và khi khâm liệm thì người đã mất sẽ được xoay giường, quay đầu hướng về phía cửa. Thế nên chúng ta khi nằm hướng chân ra cửa, quay đầu ra cửa đều là không hợp phong thủy, không mang sinh khí. 2. Không xoay ngược hướng đầu và chân. Khi kê giường trong phòng ngủ, thường đã xác định rõ đầu giường và chân. Thông thường, cấu trúc phần đầu giường sẽ có thành cao lên để chắn lấy đầu, để tựa lưng khi ngồi. Hơn nữa, khi kê giường thường sẽ có chút độ dốc đầu cao hơn chân. Điều này đảm bảo theo sinh lý cơ thể, tạo giấc ngủ ngon. Khi quay hướng ngược lại thì chúng ta sẽ bị nằm dốc ngược đầu nên dễ bị đau đầu, sưng phù mặt vào hôm sau. Hơn nữa, khi quay ngược hướng, nếu nằm đầu về phía chân, không có phần đầu giường, thì phần đầu sẽ bị thấm gió, dễ bị gió lùa, cảm giác không có sự che chắn nên dễ đau đầu, nhất là khi trời lạnh. Việc quay ngược hướng sẽ không thuận theo âm dương ngũ hành, và theo phong thủy thì đó là đảo lộn, gây ra điềm báo không thuận trong đời sống và công việc, đảo ngược vận may của gia chủ. Vì thế, người xưa kiêng không đảo lộn hướng ngủ trên giường. 3. Không xoay hướng ngang giường. Một số người có thói quen khi ngồi ngang giường thì nằm luôn hướng ngang mà không xoay về đúng hướng dọc giường. Điều này không tốt cho sức khỏe. Bởi thông thường thiết kế giường rộng nhất cũng chỉ thường là 1m6, 1m8, còn dài 2m. Vì thế nếu xoay ngang thì có thể không vừa nên, chân sẽ bị đặt ra khỏi giường, gây mỏi hoặc phải nằm co không thoải mái, không tốt cho sức khỏe, khiến chân bị mỏi, đau xương ống chân. Xét về phong thủy, việc nằm hướng ngang giường sẽ không tốt cho tài vận, báo hiệu điềm gở. Do đó bạn nên nằm ngủ theo đúng chiều thuận của giường. Hơn nữa, phòng ngủ cũng cần chú ý khi kê giường, tránh để giường chơi vơi giữa phòng không tựa vào tường. Bởi như thế, con người sẽ cảm thấy chênh vênh không vững chắc khi ngủ. Tiếp theo, cách hóa giải xung khắc vợ chồng. Không hợp nhau vẫn sống hạnh phúc. Tuổi vợ chồng không hợp nhau vẫn có thể tiến tới hôn nhân hạnh phúc, nếu như biết cách hóa giải xung khắc. Nếu như tuổi của hai bạn không hợp, phạm phải tuyệt mệnh, ngũ quỷ, thì có thể tham khảo. Những phương pháp hóa giải tuổi xung khắc vợ chồng ở trên được lưu truyền từ xa xưa cho tới ngày nay. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở tín ngưỡng tâm linh của mỗi người, chưa có khoa học nào lý giải. Như thế nào là vợ chồng xung khắc? Vợ chồng xung khắc ở đây không đề cập tới vấn đề tình cảm, sự hòa hợp giữa tính cách hai người, mà xung khắc tuổi liên quan tới phong thủy, những yếu tố về âm dương ngũ hành. Khắc có thể là khắc tuổi, mệnh, hoặc khi kết hợp với nhau tuổi hai người phạm phải ngũ quỷ, lục sát, tuyệt mệnh. Đó là những điều tối kỵ trong hôn nhân, vì những tuổi này khi cưới nhau về thường hay nảy sinh cãi vã, cuộc sống gặp trục trặc, có thể là về kinh tế hoặc tình cảm. Để kê đệm cho cuộc sống hôn nhân của mình, các cặp vợ chồng thường áp dụng một số phương pháp hóa giải tuổi xung khắc. Nếu có thể xua đuổi được những vận hạn đó thì mối quan hệ vợ chồng sẽ được củng cố hơn rất nhiều. Tuy rằng các phương pháp hóa giải xung khắc vợ chồng chưa được khoa học chứng minh, thế nhưng mọi người vẫn áp dụng, vì đó là một trong những nét tín ngưỡng dân gian được lưu truyền tới ngày nay. Các cặp vợ chồng có thể tham khảo những cách hóa giải này, tuy nhiên không nên quá mê tín, dị đoan. Cách hóa giải xung khắc vợ chồng theo mệnh, theo ngũ hành tương khắc thì kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Mệnh của vợ chồng khi kết hợp lại ra các cặp như trên thì được gọi là tương khắc mệnh. Cách hóa giải như sau. 1. Vợ chồng mệnh kim và hỏa, chọn các yếu tố mệnh thổ để cân bằng hơn. Có thể sử dụng cây cảnh mệnh thổ như cây lưỡi hổ, cây trầu bà vàng, cây sen đá nâu, được trồng trong chậu làm từ đất nung, sành, gạch, xi măng. Hai vợ chồng mệnh mộc và mệnh kim chọn những yếu tố hành thủy để hóa giải xung khắc. Chẳng hạn như hướng giường ngủ của vợ chồng, trong nhà nên có thác nước, đá trang trí. 3. Vợ chồng mệnh thủy và hỏa sử dụng vật phẩm phong thủy, màu sắc có yếu tố hành mộc để cân bằng cảm xúc giữa hai bên, nên bày trí thêm màu xanh lá cây trong nhà hoặc trang trí cây cảnh ở góc nhà, hiên nhà, ban công. 4. Vợ chồng mệnh mộc và thổ chọn yếu tố mệnh hỏa để duy trì sự hòa thuận, tình cảm mặn nồng của cặp đôi. Ở vị trí thường xuyên tiếp xúc nên đặt cây cảnh như cây hồng môn, cây phú quý, cây vạn lộc. 5. Vợ chồng mệnh thổ và thủy sử dụng các yếu tố hành kim để giảm bớt năng lượng xấu của hai bên, kích hoạt tài lộc, vậy may. Chẳng hạn như dùng các màu sắc ánh kim, bạc hoặc trang trí cây kim tiền, cây lan ý, cây kim ngân. 6. Sinh con để hóa giải xung khắc vợ chồng. Con cái là kết tinh tình yêu của bố mẹ, có ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống sau này của vợ chồng. Theo phương pháp này, người con sinh ra nếu có mệnh hợp tuổi vợ chồng thì xung khắc sẽ được hóa giải. Và đứa con giống như một sợi tơ để kết nối bố mẹ lại với nhau. Để luận được tuổi con hợp với tuổi bố mẹ thì phải dựa vào các yếu tố như thiên can, địa chi, ngũ hành của các tuổi. Phương pháp này cũng được ứng dụng để tính tuổi cho mọi người trong gia đình, ví dụ giữa các con với nhau. Nếu các thành viên trong nhà có tuổi hợp nhau, không xung khắc thì cuộc sống sẽ êm đềm, bình yên, ít có sự cố hay tranh cãi. Đơn giản nhất là xét theo ngũ hành tương sinh tương khắc. Nếu bố mẹ mệnh khác nhau thì nên sinh con có mệnh hợp, hóa giải được những điều không may mắn. Cụ thể, cặp vợ chồng mệnh kim hỏa nên sinh con mệnh thổ, cặp vợ chồng mệnh mộc kim nên sinh con mệnh thủy, cặp vợ chồng mệnh thủy hỏa nên sinh con mệnh mộc, cặp vợ chồng mệnh mộc thổ nên sinh con mệnh hỏa, cặp vợ chồng mệnh thổ thủy nên sinh con mệnh kim. 7. Hóa giải xung khắc vợ chồng theo hướng phong thủy. Phương pháp này được cho là hiệu quả nhất trong việc hóa giải ngũ quả, lục sát hoặc tuyệt mệnh trong hôn nhân vợ chồng. Theo đó, gia chủ phải chỉnh lại các hướng trong căn nhà của mình để thuận với tuổi vợ chồng nhất. Cụ thể, hướng nhà, chọn hướng hợp với tuổi của chồng. Hướng bàn thờ, chọn hướng hợp với tuổi của chồng. Hướng bếp, chọn hướng hợp với tuổi của vợ. Hướng giường ngủ, chọn hướng hợp với tuổi của vợ. Trong phong thủy, hướng cũng được chia thành các hướng tốt và xấu. Có 4 hướng tốt là diên niên, phục vị, thiên y, sinh khí. 4 hướng xấu là lục sát, ngũ quỷ, họa hại, tuyệt mệnh. Mỗi tuổi khác nhau sẽ hợp với hướng khác nhau. Trong quá trình chọn cần chú ý tránh những hướng xấu, chọn lựa hướng tốt theo tuổi. Nếu áp dụng phương pháp trên có thể thấy rằng những việc trọng đại trong gia đình thì nam giới sẽ là người gánh vác. Còn công việc chăm lo, giữ gìn tổ ấm, phụ nữ sẽ là người vun đắp xây dựng. Khi chồng, vợ hiểu và làm đúng bổn phận, nghĩa vụ của mình thì gia đình sẽ trở nên êm ấm, xung khắc cũng được hóa giải. 8. Cách hóa giải xung khắc tuổi vợ chồng theo tứ hành xung. Theo tứ hành xung, có những cặp con giáp khi kết hợp với nhau sẽ tương khắc. Với mỗi cặp như vậy sẽ có cách hóa giải riêng. Cụ thể, Tý Ngọ. Trong căn nhà, hướng Bắc khu vực của người tuổi Tý, hướng Nam là khu vực của người tuổi Ngọ. Nên gia tăng sinh khí cho hai tuổi bằng các hành tố tương sinh. Ví dụ ở hướng Bắc thì đặt chuông gió hành kim, hướng Nam thì đặt cây cảnh, hành mộc. Sửu Mùi, đặt chiếc chuông gió ở cửa ra vào trong nhà hoặc ở khu vực mà hai vợ chồng thường tiếp xúc. Tuổi Sửu và Mùi đều thuộc hành mộc, nếu kết hợp với nhau tạo ra nguồn năng lượng quá mệnh. Chiếc chuông gió hành kim sẽ làm giảm bớt năng lượng thổ. Dần Thân, hướng hợp với tuổi Dần là Đông, Đông Nam. Hướng hợp với tuổi Thân là Tây, Tây Bắc. Đặt đèn chiếu sáng ở hai khu vực này để hóa giải những điều xui xẻo của hai tuổi. Mão Dậu, tuổi Mão hợp hướng Đông, Đông Nam, tuổi Dậu hợp hướng Tây, Tây Bắc. Ở các vị trí này nên đặt một số viên đá, thác nước, những linh vật có yếu tố thủy. Thìn Tuất, hai tuổi này khi nên duyên vợ chồng thì Thìn sẽ lấn áp Tuất rất nhiều. Tuổi Thìn hợp hướng Tây Nam, Đông Bắc. Đặt các linh vật có tính thủy ở các khu vực này để làm giảm sự mãnh liệt giận dữ của Thìn. Tỵ Hợi, để giảm bớt sự khó tính của người tuổi Tỵ thì nên đặt cây cảnh ở hướng Nam. Còn đối với người tuổi Hợi, để gia tăng năng lượng và cảm xúc của họ thì nên đặt đèn chiếu sáng ở hướng Bắc. Những nghề nghiệp phù hợp nhất với người mệnh hỏa trong tương lai. Phong thủy và những điều cấm kỵ dành cho nữ giới. năm bùa hộ mệnh cha mẹ để lại cho con, đáng giá hơn vàng bạc. Những phương pháp hóa giải tuổi xung khắc vợ chồng ở trên được lưu truyền từ xa xưa cho tới ngày nay. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở tín ngưỡng tâm linh của mỗi người, chưa có khoa học nào lý giải. Như thế nào là vợ chồng xung khắc? Vợ chồng xung khắc ở đây không đề cập tới vấn đề tình cảm, sự hòa hợp giữa tính cách hai người, mà xung khắc tuổi liên quan tới phong thủy, những yếu tố về âm dương ngũ hành. Khắc có thể là khắc tuổi, mệnh, hoặc khi kết hợp với nhau, tuổi hai người phạm phải ngũ quỷ, lục sát, tuyệt mệnh. Đó là những điều tối kỵ trong hôn nhân, vì những tuổi này khi cưới nhau về thường hay nảy sinh cãi vã, cuộc sống gặp trục trặc, có thể là về kinh tế hoặc tình cảm. Vợ chồng xung khắc nhau hay cãi vã, cuộc sống nhiều trắc trở. Để kê đệm cho cuộc sống hôn nhân của mình, các cặp vợ chồng thường áp dụng một số phương pháp hóa giải tuổi xung khắc. Nếu có thể xua đuổi được những vận hạn đó, thì mối quan hệ vợ chồng sẽ được củng cố hơn rất nhiều. Tuy rằng các phương pháp hóa giải xung khắc vợ chồng chưa được khoa học chứng minh, thế nhưng mọi người vẫn áp dụng, vì đó là một trong những nét tín ngưỡng dân gian được lưu truyền tới ngày nay. Các cặp vợ chồng có thể tham khảo những cách hóa giải này. Tuy nhiên, không nên quá mê tín. Tiếp theo, tháng 2 âm, 3 tuổi này bùng nổ tiền tài, lộc rơi xuống nhà, giàu to. Tam hợp phù trợ, người tuổi Sửu có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân trong ngày đầu tháng 2 âm lịch 2024. 1. Tuổi Thân là con giáp may mắn đầu tháng 2 âm nhờ tam hội giúp sức. Người tuổi Thân được lãnh đạo đánh giá rất cao bởi bạn làm việc gì cũng rất tâm huyết. Người tuổi Thân có đầu óc thông minh, khí chất phi thường, cách cư xử uyển chuyển, thích sự nổi trội và thịnh vượng. Dễ được trời thương, tuổi Thân gặp nhiều may mắn trong suốt những ngày đầu tháng 2 âm. Trong tháng mới, người tuổi Thân sẽ có sao tài lộc chiếu mệnh, gặp vận may tài chính dồi dào, cách kiếm tiền nhanh chóng được mở rộng, thu nhập tăng nhanh, cuộc sống sẽ ngày càng suôn sẻ hơn, số tiền tiết kiệm tăng vọt và bạn sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc. 2. Tuổi Sửu tam hợp phù trợ. Người tuổi Sửu có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân trong ngày đầu tháng 2 âm lịch 2024. Sửu là con giáp có đầu óc linh hoạt, trí thông minh phi thường. Họ là người kiên trì và có trách nhiệm nhất trong công việc, nên có triển vọng phát triển nhất trong sự nghiệp. Tháng mới thần tài sẽ đến trước cửa nhà. Vận thế khởi sắc, tài lộc bất ngờ tiếp tục tuôn chảy, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập sẽ tiếp tục tăng, của cải lên không ngừng. Sửu sẽ giàu có và họ sẽ không phải lo lắng về tiền bạc. Bên cạnh đó, Sửu cũng sẽ nhận về không ít cơ hội học hành, thi cử, buôn bán may mắn, và từng đường đi nước bước của bạn dường như đã được an bài sẵn, chỉ việc kiên trì và cố gắng là có quả ngọt. 3. Tuổi Tỵ 2024 được đánh giá là năm bình ổn, ít biến động lớn đối với người tuổi Tỵ. Bản mệnh không xung thái tuế, ngũ hành bình hòa với lưu niên nên nửa đầu năm có thể ung dung rung đùi hốt lộc. Người tuổi Tỵ rất hóm hỉnh và sắc sảo, họ có cái nhìn sâu sắc về mọi việc xảy đến với mình. Nửa đầu năm 2024, vận may của người tuổi Tỵ sẽ rất tốt. Họ sẽ đạt được bước ngoặt trong sự nghiệp và có cơ hội nhận được những thăng tiến quan trọng, hoặc giành được cơ hội hợp tác quan trọng, xuất ngoại thành công, buôn bán đắt khách. Ngoài ra, Tỵ cũng sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp trong tình yêu. Những người độc thân có thể gặp được tri kỷ ở nơi làm việc hoặc tại một sự kiện xã hội. Những người đã kết hôn sẽ có mối quan hệ hòa hợp hơn với bạn đời và được kỳ vọng sẽ bước sang một giai đoạn mới, có tin vui mới trong gia đạo. Nói chung, người tuổi Tỵ không chỉ có sự nghiệp suôn sẻ trong nửa đầu năm 2024, mà các mối quan hệ của họ cũng sẽ phát triển ổn định. Tiếp theo, tài lộc có thể tiêu tan khi cho mượn những đồ vật sau. Theo quan niệm phong thủy, có những đồ vật bạn chớ nên cho người khác mượn, dù người đó có thân thiết đến đâu, nếu không muốn mất tài lộc, thiệt hại đến lợi ích của bản thân. 1. Là ví tiền. Ví tiền là vật để cất giữ của cải, bảo quản tiền bạc. Trong phong thủy, ví tiền chính là thứ đại diện cho tài lộc. Đây là món đồ giúp mang tiền tài may mắn đến cho chủ sở hữu. Chính vì vậy, các chuyên gia phong thủy nhắc nhở rằng nên kiêng việc cho mượn ví tiền. Đem ví tiền của mình cho người khác chính là mang vận may, tài lộc của bản thân mình đi cho, khả năng giữ tiền cũng sẽ bị hao hụt. 2. Là nạn. Gậy trống, nạn hoặc Gậy trống là vật dụng dùng cho người đang gặp vấn đề về khả năng vận động hoặc giúp người già có thể di chuyển thuận lợi hơn khi sức khỏe của họ yếu. Nhờ có vật dụng này mà họ mới di chuyển dễ dàng, thuận lợi. Nói rộng ra thì chiếc nạng gậy là một phụ tá đắc lực của con người. Mất đi nó, chúng ta sẽ không thể làm được việc gì hoặc có làm cũng gặp khó khăn, vất vả. Vì vậy, hành động cho mượn nạng không khác gì việc bạn mất đi chỗ dựa, một thứ luôn giúp đỡ mình. Tất nhiên, đây không phải là một quan niệm cứng nhắc. Trong trường hợp bạn chỉ sử dụng nạng trong một thời gian ngắn vì lý do sức khỏe tạm thời và sau đó đã hồi phục, đi lại bình thường thì hoàn toàn có thể đưa chiếc nạng cho những người cần sử dụng đến nó. 3. Là gương. Trong quan niệm của người phương Đông, mỗi chiếc gương đều có linh hồn riêng. Vì thế, gương là một thứ không nên cho mượn. Một khi cho người khác mượn gương, có thể ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề tinh thần, sức khỏe, tiền bạc, gây họa ngoài ý muốn. 4. Là đồng hồ. Đồng hồ là biểu tượng cho thời gian trôi. Đeo đồng hồ ngoài ý nghĩa xem giờ còn thể hiện việc phải trân quý từng giây từng phút ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngoài ra, đồng hồ còn là biểu tượng của sự trường tồn vĩnh viễn vì thời gian không bao giờ dừng lại. Những chiếc kim đồng hồ quay vòng 360 độ, tượng trưng cho một thái cực. Vì thế, đeo đồng hồ là một hành động mang hàm ý mong tài lộc vượng phát, thời vận hanh thông. Kim đồng hồ nhích từng giây về phía trước cho thấy con người đang già đi. Do vậy, vào dịp đầu năm, người ta thường kiêng tặng cho nhau đồng hồ, đặc biệt là khi trong nhà có người già. Bên cạnh đó, việc cho mượn đồng hồ đôi khi cũng được hiểu là cho người khác mượn thời gian, tài lộc cũng bị mượn mất, khiến công việc của chủ nhân của chiếc đồng hồ bị trì trệ. 5. Là dao dao. Kéo là một trong những thứ không nên cho mượn nhất. Chúng được xem những vật dụng quen thuộc, không thể thiếu trong gia đình. Tuy nhiên, trong phong thủy, nó còn tượng trưng cho sát khí. Đó là lý do người ta khuyên không để dao kéo bừa bãi trong nhà, vì chúng có thể gây những tác hại không ngờ đến với sức khỏe, công danh và tiền tài của gia chủ. Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyên không nên cho mượn dao, vật đại hung trong phong thủy. Kéo có nguy cơ tự rước lấy hiểm họa về mình. Vậy nên, ngoài kiêng kỵ cho mượn dao, bạn cũng nên tránh mượn dao người khác. Tuy nhiên, trong không gian của một căn nhà thì người này cho người kia mượn dao là chuyện thường tình, không có gì phải kiêng kỵ cả. 6. Là bể cá. Bể cá, hòn non bộ không chỉ là vật trang trí trong nhà mà chúng còn có ý nghĩa về phong thủy. Thông thường, các gia đình mua bể cá nhằm mục đích cải thiện tài lộc. Vì thế, không nên cho người khác mượn vật hút tài lai lộc của mình. Ngoài ra, người mượn chưa chắc đã hợp tuổi với những vật mang yếu tố thủy như bể cá. Cách đặt bể cá, địa thế của ngôi nhà không phù hợp cũng có thể khiến người mượn gặp rắc rối về mặt phong thủy. Muốn vận xui chấm dứt, may mắn gõ cửa, cứ đặt tỏi ở 6 vị trí. 1. Mang theo củ tỏi bên người. Từ xa xưa, ông bà ta đã truyền tai nhau về việc nên mang theo một nhánh tỏi đập dập khi đến những nơi vắng vẻ hoặc khi đám tang, cải táng. Hay như khi đi đón trẻ sơ sinh từ bệnh viện về, người xưa quan niệm bỏ củ tỏi vào túi trẻ, sau này đi đâu cũng mang theo củ tỏi ấy bên người, sẽ giúp trẻ tránh khỏi xui xẻo đeo bám, âm khí sẽ e ngại không dám đến gần đứa trẻ. 2. Đặt củ tỏi trong nhà. Bạn có thể đặt củ tỏi ở bất cứ vị trí nào trong nhà như phòng ngủ, nhà bếp, phòng khách, là có thể bảo vệ căn nhà khỏi ma quỷ. Hoặc bạn có thể trồng một chậu tỏi nhỏ để trang trí trong nhà cũng mang đến công dụng tương tự. 3. Treo 81 tép tỏi trong nhà hoặc trước cửa. Theo quan niệm của người xưa thì việc treo tỏi trong nhà hoặc trước cửa có ý nghĩa quan trọng. Người xưa tin rằng 81 tép tỏi tượng trưng cho 81 vị thần đang giúp trấn giữ ngôi nhà. Nhờ những vị thần này mà âm khí không thể vào nhà. Tuy nhiên, vì tỏi rất nhanh khô nên nếu áp dụng cách này bạn nhớ thường xuyên thay mới chúng. Mua dùng tỏi khi cảm thấy bất an, lạnh gáy. Bất cứ lúc nào bạn cảm thấy bất an, lạnh gáy thì nên thường xuyên lau mặt bằng khăn ướt. Bên cạnh đó, bạn có thể giã 81 tép tỏi và đầu hành rồi cho vào túi vải mỏng và mang theo bên mình. Có nhiều người tin rằng cách này có thể xua đuổi tà khí và ngăn cản chúng lại gần bạn. 5. Đặt tỏi trên đầu giường. Theo quan niệm của người xưa, khi con người ngủ say nguyên thần của họ sẽ trở nên yếu đi. Vì vậy mà ma quỷ hay lợi dụng người ta ngủ để đi vào giấc mơ và chọc phá họ. Đặt tỏi trên đầu giường ngủ hoặc dưới gối sẽ giúp làm giảm những cơn mộng mị cho bạn những giấc ngủ sâu hơn. Đồng thời nó cũng sẽ hạn chế việc bị bóng đè hoặc nhìn thấy những thứ kỳ lạ. Ngoài ra, về mặt khoa học, đặt một vài nhánh tỏi dưới gối giúp lọc sạch không khí, đảm bảo hít thở không khí trong lành khi ngủ. Cơ thể được thanh lọc hoàn toàn trong môi trường không khí có hương tỏi. Từ đó, giấc ngủ dễ dàng tìm đến. Mọi suy nghĩ phiền muộn, những việc mệt mỏi, năng lượng tiêu cực sẽ nhanh chóng bị xua tan. 6. Đặt tỏi trên bàn thờ ông địa, ông thần tài thổ địa và thần tài là hai vị phúc tinh bảo vệ cho mỗi gia đình. Quan niệm dân gian cho rằng có những loại ma quỷ có uy lực lớn làm suy giảm sức mạnh của hai ông. Vì vậy, có thể dùng tỏi kết thành tháp rồi đặt trên bàn thờ. Cách làm này sẽ giúp tăng dương khí và may mắn cho cả gia đình. Tiếp theo, một số vận hạn thường gặp trong phong thủy nhà ở. Khi nhận thấy những hiện tượng xấu này về phong thủy, gia chủ cần sửa chữa kịp thời để giảm thiểu cũng như tránh được tai họa. 1. Cây cảnh khô héo. Cây cảnh bị chết, khô héo là một trong những quy luật bình thường. Tuy nhiên, việc trong nhà có cây cảnh đột nhiên khô héo không rõ nguyên nhân thì cần hết sức lưu ý. Hiện tượng này có thể do khí trong nhà không tốt hoặc căn nhà có vấn đề về ánh sáng, nguồn nước, đặc biệt là vấn đề phong thủy. 2. Do rỉ đường ống nước. Việc hư hỏng do rỉ đường ống nước mà không rõ nguyên nhân thì đây là vấn đề phong thủy khá nghiêm trọng. Tài lộc của bạn đang bị do rỉ từng chút một, hao tiền tốn của, cần xử lý kịp thời. 3. Tiếng kêu lạ của động vật. Hiện tượng phong thủy xấu này có thể kể tới việc vật nuôi tại nhà chết đột ngột, trong nhà đột nhiên xuất hiện nhiều bọ, côn trùng hoặc vật nuôi luôn kêu gào kỳ quái cả ngày lẫn đêm mà không rõ nguyên nhân. 4. Cửa ra vào và cửa sổ bị hỏng. Không tính những hư hỏng do con người gây nên, cửa ra vào và cửa sổ tự hỏng, vỡ biến dạng sau một thời gian sử dụng là hiện tượng phong thủy xấu, đặc biệt là ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng, hao tài tốn của, phải tu sửa lại trong thời gian ngắn để đảm bảo được vấn đề phong thủy. 5. Nấm mốc trên mặt sàn. Sàn nhà sau một thời gian sử dụng sẽ không tránh khỏi tình trạng vỡ, nứt, các góc tiếp giáp, ẩm mốc, có mùi lạ hoặc lồi lõm. Đây cũng là vấn đề ảnh hưởng lớn tới phong thủy của căn nhà. Nếu xuất hiện nấm mốc thì đây chắc chắn là điểm xấu, ảnh hưởng lớn tới tài lộc của gia chủ, cần xử lý kịp thời vấn đề này. Vừa rồi là một số dấu hiệu cảnh báo về phong thủy nhà ở thường gặp. Khi phát hiện ra những vấn đề này, bạn nên lưu ý và sửa chữa kịp thời để phong thủy nhà cửa luôn suôn sẻ, vận thế mọi người được cải thiện tốt đẹp. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Mang 3 thứ sau đây đặt dưới gối thu hút tài lộc, cả đời không lo nghèo khó, càng già càng nhiều của cải. Theo quan niệm phong thủy, 3 vật phẩm này đặt dưới gối, gia chủ gặp nhiều may mắn, thuận lợi làm ăn, cuộc sống an nhàn. Theo quan niệm phong thủy thì giấc ngủ và phòng ngủ vô cùng quan trọng với tài vận của một người. Mang những vật này mà đặt dưới gối có thể giúp tăng tài lộc, thu hút vận may, tình duyên phơi phới. Vậy những vật này là gì? Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Thứ nhất, tiền xu. Đồng tiền xu là biểu tượng may mắn. Khi những đồng tiền xu va vào nhau tạo tiếng leng keng, mang cảm giác giàu có. Theo đó, nên trong người hoặc trong nhà hoặc dưới gối ngủ có đặt đồng xu sẽ rất tốt cho việc thu hút tài lộc. Hình xu mang hình tròn mà theo phong thủy, hình tròn tượng trưng cho bầu trời mang năng lượng dương và tượng trưng cho tài lộc tròn đầy. Giữa đồng xu cổ thì có lỗ hình vuông tượng trưng cho đất, mang năng lượng âm. Thế nên đồng xu tượng trưng cho sự giao hòa giữa trời và đất, giữa âm và dương, được coi là cội nguồn của vạn vật. Bạn nên chọn sâu tiền xu có 16 hoặc 8 đồng xu là thích hợp nhất. Đây là những con số đẹp tài lộc trong phong thủy. Đặt đồng xu dưới gối ngủ giúp gia chủ có sự ổn định bình an, hóa giải xung khắc, trở nên hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình. Những đồng tiền xu đặt dưới gối giúp bạn hiện thực hóa ước mơ giàu có, điềm lành gõ cửa, thần tài ghé thăm ban phát tài lộc. Vì thế mà gia đình thịnh vượng, làm ăn phát đạt. Đồng tiền xu cân bằng âm dương nên cũng giúp ngủ ngon hơn. Tuy nhiên nên lưu ý nên đặt tiền xu mới mua, tránh tiền xu đồ cổ đào từ những lăng mộ hoặc không rõ nguồn gốc vì có thể chứa tà khí hại cho gia chủ. Thứ hai, sách. Sách là biểu tượng cho minh triết, trí tuệ. Đặt sách ở đầu giường thể hiện sự trân trọng tri thức và thu hút tri thức. Người có tri thức sẽ có sự giàu có, sẽ thu hút nhân tài, thu hút tiền bạc về phía mình. Sách tượng trưng cho trí thức và khoa học. Sách thể hiện lời cầu chúc may mắn cho thành công, sự nghiệp, học vấn. Do đó, bạn nên đặt sách ở đầu giường để thể hiện cầu thị về học vấn và mong trí tuệ khai mở, có con đường làm ăn và quyết định đúng đắn hơn. Từ đó mọi việc thuận lợi, thành công, thu hút tiền bạc. Nhưng nên tránh để sách rách, ẩm mốc và tránh những cuốn sách vô bổ, kiến thức bậy bạ, sách lậu. Bạn nên chọn cho mình cuốn sách giá trị đặc biệt, hỗ trợ công việc bạn đang làm, con đường bạn đang chọn. Hãy để đầu giường những cuốn sách minh triết mới thu hút được tài lộc. Tránh để sách linh tinh, và cuốn sách đó phải hữu ích với sự nghiệp cuộc sống của bạn, chứ không phải đặt cho có. Thứ ba, túi đậu đỏ. Hạt đậu đỏ biểu trưng cho sự may mắn, thuận lợi, tình duyên, cuộc sống tốt lành. Đậu đỏ là chiêu phong thủy, tốt lành cho hôn nhân, tình yêu, gia đình hạnh phúc. Đậu đỏ còn biểu tượng cho sự may mắn. Âm thầm đặt túi đậu đỏ dưới gối thì tiền tài tìm tới, thần tài ưu ái phát lộc. Đậu đỏ cũng giúp gia chủ giải xuôi, giúp vận mệnh của bạn trở nên thuận lợi, may mắn hơn. Đặt đậu đỏ dưới gối ngủ giúp bạn có thêm năng lượng tích cực và niềm tin tươi sáng vào cuộc sống, tương lai. Để đặt đậu đỏ dưới gối ngủ, bạn nên chọn những hạt đậu đỏ tròn, mẩy, chắc, không sao mọt, không nứt vỡ. Nếu bạn là nam chọn 7 hạt, nữ chọn 9 hạt. Bạn hãy bỏ hạt đậu vào tíu gấm, rồi cột lại và đặt dưới gối. Để đậu đỏ không mọt, ẩm mốc, hóa màu đen xỉn thì bạn nên thay thường xuyên để gặt hái may mắn. Ngoài ra, để đảm bảo về phong thủy thì bạn nên chú ý tránh những vật phá phong thủy ở giường ngủ. Đó là điện thoại, vật nhọn sát khí, kim chỉ, thuốc men, tiền bạc. Bởi nếu bạn đặt vật trợ phong thủy xong lại mang theo cả những vật phá phong thủy này lên giường thì cũng coi như không làm. Kẻ phá mạnh hơn kẻ xây thì cả đời bạn vẫn nghèo. Người xưa nói phá nhanh hơn xây. Thế nên tránh không để những vật này ở gối ngủ nhé. 7 dấu hiệu phong thủy cảnh báo xui xẻo đang tìm đến. Đồ vỡ, bát, đĩa, ly, cốc, gương, ngọc, đá phong thủy. Đây là dấu hiệu xui xẻo phong thủy kém may mắn đầu tiên, có độ ứng nghiệm rất cao, nhất là rơi vỡ đồ vào sáng sớm. Ví dụ như ăn sáng không may làm vỡ bát đĩa, uống nước làm vỡ cốc thì nhất định phải cẩn thận, hôm đó làm việc từng bước, không nóng vội. 1. Vỡ gương. Vỡ gương được coi là điểm cực kỳ xui, vỡ gương buổi sáng thì khuyên bạn không nên ra ngoài. Ngoài ra, những đồ vật thường xuyên mang theo người như miếng ngọc, mặt đá phong thủy mà bị vỡ cũng không phải việc tốt lành, biểu thị cho việc bản thân sắp gặp tai họa. 2. Gãy nứt. Ví dụ như lúc chải đầu không cẩn thận làm lược bị rơi gãy, hay đũa ăn cơm bị rơi gãy, cũng là dấu hiệu kém may mắn, báo rằng buồn phiền đang đến rất gần. Nếu như đang biểu diễn nhạc cụ mà dây đàn đứt thì tức là trong lòng có lo toan, mọi chuyện tiến hành không thuận lợi, nhất là càng linh nghiệm với chuyện tình cảm, có khả năng tan vỡ chia ly. 3. Rạn nứt ở phòng thờ, tường thờ. Dấu hiệu tường ở phòng thờ hay chỗ tường kê bàn thờ bị rạn, nứt hay bong tróc là điểm báo xui xẻo. Đặt tượng Phật bị nghiêng hoặc trên tượng xuất hiện vết nứt, một số đồ vật liên quan tới Phật cũng bị hư hỏng, thì đề phòng chuyện người nhà gặp rủi ro và bệnh tật. Trong thời gian ngắn sắp tới, một vài thành viên trong gia đình bạn có thể bị ốm, suy nhược cơ thể, mắc bệnh hoặc gặp tai nạn bất ngờ. Vì thế, khi thấy điều này xuất hiện, hãy nhanh chóng tiến hành tu sửa lại các bức tường trên. Việc làm này vừa đảm bảo sự an toàn cho mọi người trong nhà, lại có thể gián tiếp thúc đẩy phong thủy tốt, duy trì sức khỏe cho cả nhà. Ví dụ như lúc chải đầu không cẩn thận, làm lược bị rơi gãy, hay đũa ăn cơm bị rơi gãy, cũng là dấu hiệu kém may mắn, báo rằng buồn phiền đang đến rất gần. Nếu như đang biểu diễn nhạc cụ mà dây đàn đứt, thì tức là trong lòng có lo toan, mọi chuyện tiến hành không thuận lợi, nhất là càng linh nghiệm với chuyện tình cảm, có khả năng tan vỡ chia ly. 4. Chuột và nhện kéo nhau đến nhà. Bỗng một ngày nào đó, bạn phát hiện thấy căn nhà mình có rất nhiều chuột và mạng nhện. Một mặt nghĩ tới khả năng công tác vệ sinh kém, hay nhà tích trữ quá nhiều đồ linh tinh, làm ổ cho các con vật đáng ghét này. Mặt khác, bạn cũng nghĩ tới dấu hiệu bất thường, thậm chí là xui xẻo sắp xảy ra. Đừng chấp nhận, sống chung với lũ. Trái lại, bạn cần mạnh tay dọn dẹp sạch sẽ, tống khứ hết chuột và nhện ra ngoài. Điều đó vừa giúp không gian nhà cửa thoáng đáng, nguồn năng lượng tích cực lưu thông tốt, giúp tình trạng sức khỏe và tài lộc được cải thiện đáng kể. 5. Thường xuyên cãi vã. Hai người tranh chấp, to tiếng với nhau vốn đã là chuyện không vui rồi, lại xảy ra vào buổi sáng sớm thì lại càng không hay, ảnh hưởng tới vận trình tài lộc. Ví dụ như người kinh doanh buôn bán mà sáng sớm cãi vã với khách hàng hay người nhà đều cho thấy hôm nay làm ăn cực kỳ kém. 6. Các chậu cây cảnh khô héo, chết dần chết mòn. Ngày nay, việc sử dụng cây cảnh, chậu hoa cảnh để bài trí trong nhà để nâng cao giá trị thẩm mỹ và phong thủy là điều không còn lạ lẫm. Trong trường hợp một vài chiếc lá hay hoa của cây bị héo thì không có gì to tát, nhưng nếu toàn bộ cây cảnh, hoa cảnh đồng loạt khô héo, chết dần chết mòn lại là điều mà bạn phải bận tâm. Điều kiêng kỵ trong phong thủy cây cảnh này có thể khiến bạn vướng vào những tranh chấp, cãi cọ nghiêm trọng thì kiện tụng ra pháp luật vừa đau đầu lại tốn kém. Tiếp theo, 4 màu sắc phong thủy thu hút vận may và sự giàu có. Theo phong thủy cổ đại của Trung Hoa, màu sắc đại diện cho các yếu tố từ thiên nhiên, đồng thời cũng thể hiện những đặc điểm cảm xúc và tinh thần nhất định. Năng lượng được cung cấp bởi những màu sắc này có thể mang lại tác dụng vô giá trong việc giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Nếu mục tiêu hiện tại của bạn là gia tăng sự giàu có thì đây là những màu sắc mà các nhà phong thủy khuyên bạn nên kết hợp vào ngôi nhà của mình. Một, màu tím. Theo truyền thống, từ cơ đốc giáo đến phong thủy Trung Hoa, màu tím gắn liền với tâm linh và đời sống nội tâm của một người. Tuy nhiên, màu tím cũng gắn liền với sự phong phú về vật chất cũng như sự đa dạng về tinh thần. Màu sắc được liên kết với trạng thái bên trong của chúng ta, đó là nguồn năng lượng cuối cùng bao quanh bạn. Nếu cảm thấy trọn vẹn, đủ đầy, chúng ta sẽ đưa năng lượng đó ra thế giới và sự giàu có sẽ bắt đầu tìm đường đến với chúng ta. Do đó, kết hợp màu tím với tất cả các sắc thái khác nhau của nó sẽ tạo một môi trường lý tưởng để bắt đầu thu hút sự thịnh vượng. Các nhà phong thủy khuyên bạn nên sử dụng màu tím đậm kết hợp với màu trắng và vàng, đặc biệt là ở các khu vực sinh hoạt chính trong nhà. Màu hoa cà và màu nhạt hơn có thể được sử dụng trong phòng tắm và phòng ngủ. Mặc dù trong phòng ngủ chúng nên được sử dụng ít hơn vì chúng có thể dẫn đến trầm cảm hoặc phản xạ quá mức. Chiến lược tốt nhất là sử dụng màu tím hay màu tím sẫm hơn kết hợp với các màu khác. 2. Màu xanh dương đậm. Đối với phong thủy, màu xanh đậm đại diện cho yếu tố nước và là biểu tượng của sự phong phú và sự chuyển động của biển. Xanh dương là màu hoàn hảo để đưa vào nhà nếu mục tiêu của bạn là tăng sự giàu có. Cách tiếp cận tốt nhất là thêm màu xanh đậm vào không gian liên quan đến tiền và kết hợp chúng với màu trắng hoặc màu be để làm dịu và kiểm soát năng lượng của màu xanh. Điều này sẽ giúp ngăn chặn những rung động không ổn định trong nhà của bạn. Trong khi tông màu xanh nhạt hơn tượng trưng cho sức khỏe và mối quan hệ gia đình, có thể kết hợp cả hai màu xanh nhạt và đậm, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên thận trọng. Một gợi ý là sơn bức tường tạo điểm nhấn hoặc cửa trước của ngôi nhà bằng màu xanh đậm. Màu xanh dương cũng có thể được kết hợp thông qua đồ nội thất như ghế sofa, ghế ngồi và đệm. Một cách tiếp cận khác là thêm vào ngôi nhà của bạn một bể cá hoặc đài phun nước trang trí. Đây là một trong những màu linh hoạt và được yêu thích nhất để sử dụng trong nhà, đồng thời nó cũng giúp tạo cảm giác yên bình. 3. Màu vàng. Theo nguyên tắc phong thủy, màu gold có thể giúp thể hiện sự may mắn và nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc thu hút tiền bạc. Những chi tiết trang trí và đồ nội thất cổ của Trung Hoa rất phong phú với các chi tiết bằng vàng và đó là một yếu tố mạnh mẽ của thẩm mỹ Trung Hoa. Sử dụng màu vàng trong trang trí là cách thể hiện cả sự thịnh vượng và an toàn. Mặc dù việc đưa màu vàng vào nhà hơi khó hơn một chút so với một số màu khác, nhưng một cách tiếp cận tốt là thông qua các vật dụng như khung ảnh, đệm, rèm cửa, giấy dán tường hoặc thậm chí là các khung xung quanh ô cửa. Điều quan trọng là phải có những điểm nhấn màu vàng trong phòng ăn, nhà bếp và tiền sảnh của bạn để chào đón khách. 4. Màu xanh lá đậm. Trong phong thủy, màu xanh lá cây tượng trưng cho sự ổn định, thanh bình và khả năng sinh sản. Đó là màu biểu thị thời điểm thiên nhiên và cuộc sống đang ở đỉnh cao, là màu của sự sống trong thế giới tự nhiên. Nó cũng được sử dụng để thu hút sự giàu có về kinh tế, vì nó tượng trưng cho sự thịnh vượng ở dạng tự nhiên nhất. Các chuyên gia phong thủy khuyên bạn nên thêm màu xanh vào nhà bằng cách sử dụng cây trồng trong nhà và thậm chí cả trái cây màu xanh. Trong phòng ngủ, màu xanh lá có thể giúp chống lại chứng mất ngủ và ở nhà bếp, nó giúp cân bằng các yếu tố khác như lửa và nước. Các bức tranh và hình ảnh khác đại diện cho thiên nhiên cũng có thể hữu ích.